Vào Chủ nhật ngày mai, Call of Gacha sẽ chính thức công chiếu trên truyền hình. Đây sẽ là series thứ tư sau thời đại của Kiss, mở đầu cho một Rider hoàn toàn mới với những sự kiện liên quan tới giả kim thuật. Và tạo hình của nấy sẽ dựa trên châu chấu cũng như tàu hỏa. Mình đã có clip nói riêng về những thông tin về Call of Gacha. Các bạn hãy bấm vào link phía dưới cũng như là vào kênh của mình để xem video đó về Call of Gacha nhé. Điều chúng ta quan trọng nhất chính là phần đồ chơi của Gacha khi những lá bài, những tấm card đã quay trở lại với series của Call of Gacha. Từ sau khi kết thúc của DK, chúng ta đã có quá nhiều những toy liên quan tới những thứ khác, USB, đồng tiền, switch hay là chiếc nhẫn. Quá nhiều thứ đã được Toei tạo ra nhằm phục vụ người chơi. Nhưng đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một series thiên về khác. Trước thời đại Neo Heisei, chúng ta có hẳn 3 Rider là Ryuki, Blade cũng như DK. Mặc dù ba mô típ hoàn toàn khác nhau, của Ryuki có thể sẽ tương tự như những tấm thẻ ATM, Blade là những lá bài, còn DK là những tấm ảnh. Sau DK chúng ta vẫn chẳng thấy bất kỳ sự trở lại nào của chúng. Với sự ra mắt của Gacha, chúng ta sẽ cùng điểm qua lại tất cả những Rider đã từng sử dụng card trong series Core từ thời đại Heisei cho tới Reiwa lần này là Gacha nhé. Không dài dòng nữa, bắt đầu clip với siêu nhân dế nào, Core Ryuki.